Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Trang địa phương hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Huyện Tân Kỳ nỗ lực khép kín diện tích trồng rừng vụ xuân. Quỳnh Lưu đổi mới sau 6 năm xây dựng nông thôn mới. Cô giáo Lê Thị Bích Hồng, tổng phụ trách đội năng động ở trường tiểu học Kim Sơn, Quế Phong. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân mới này, nhân dân Tân Kỳ đang tập trung trồng rừng vụ xuân năm 2017. Trong năm qua, hiệu quả kinh tế từ việc trồng rừng đã giúp nhiều hộ dân ở huyện Tân Kỳ vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, đồng thời góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Với diện tích hơn 60 ha đất rừng, gia đình anh Cao Tiến Hùng ở xóm Đồng Nậy, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ đã bố trí trồng cây keo nguyên liệu. Sau một thời gian trồng chăm sóc và bảo vệ, vừa qua, gia đình đã khai thác 10 ha rừng, mang về nguồn thu từ hơn 600 triệu đồng. Số diện tích còn lại hiện đang phát triển tốt. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh Hùng đang tập trung trồng rừng vụ xuân. Hiện nay gia đình đã trồng được khoảng gần 5 ha, phấn đấu trong vài ngày tới sẽ khép kín toàn bộ diện tích theo kế hoạch đề ra. Cái nghề trồng rừng này là đã đem lại hiệu quả là rất lớn. Cho nên là về cái đợt vụ xuân năm nay thì nói chung là gia đình tôi thì cũng có trồng thêm 10 hạt, nhưng mà bà con xung quanh đây thì cũng đã phát rừng cũng như các cái điểm thu dọn các cái lỗ thực bì để mà chuẩn bị là đi vào cái trồng rừng cho năm 2017 này. Vụ xuân năm nay, huyện Tân Kỳ có kế hoạch trồng mới 500 ha rừng các loại. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm vững những chính sách hỗ trợ của các chương trình dự án trồng rừng của nhà nước, đồng thời hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng đến tận từng hộ dân. Để cung ứng nguồn cây giống phục vụ cho trồng rừng, Hợp tác xã Dịch vụ Giống cây Lâm nghiệp Tân Hương, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ đã sẵn sàng xuất bán hơn 16 triệu cây giống các loại như keo, lát hoa, xà cừ và xoan đầu, nhằm đảm bảo cây giống có chất lượng để cung ứng cho bà con trồng rừng vụ xuân 2017. Cho đến dài thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị là cơ bản là tiến hành tương đối chú đáo. Về mặt cây giống thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã tạo ra được 1 triệu cây giống các loại để phục vụ cho chương trình trồng rừng của năm 2017. Và về cái hiện trường thì đến thời điểm này chúng tôi cũng đã thiết kế hoàn chỉnh cho tất cả các cái đối tượng trồng rừng, kể cả phòng hộ, kể cả sản xuất. Với hơn 38.000 ha đất lâm nghiệp, huyện Tân Kỳ đã xác định đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng rừng nguyên liệu và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Vì vậy, toàn huyện phấn đấu đến trung tuần tháng 4 năm 2017 sẽ khép kín toàn bộ diện tích trồng rừng vụ xuân. Song song với công tác trồng mới, bà con tiến hành chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ số diện tích rừng trồng. Với tiềm năng đất đai, sức lao động dồi dào, huyện Tân Kỳ sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh về kinh tế rừng nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương, xây dựng quê hương Tân Kỳ ngày càng ấm no, đổi thay, khởi sắc. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Lưu đã tập trung cho chương trình và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng kỹ thuật, sản xuất ở vùng nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn đổi thay theo hướng khang trang, hiện đại. Các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được xem là khó thực hiện nhất bởi tốn nhiều kinh phí. Thế nhưng các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã phát huy được trí tuệ tập thể và toàn dân, từ đó tạo sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và phương châm dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi, các công trình nhỏ như nhà sinh hoạt thôn, đường liên thôn, liên xóm được giao cho cộng đồng cư dân phối hợp thực hiện cùng với vai trò của mặt trận, đoàn thể trong công tác giám sát cộng đồng đã tạo được sự đồng thuận, đảm bảo an toàn, chất lượng cho các công trình tại nông thôn. Nhân dân bà con trong xóm đã hưởng ứng một cách rất tích cực, họ đã tham gia đóng góp công của cụ thể đó là cát đá để vào những ngày công để tiến hành làm những con đường giao thông ở trong các thôn xóm một cách rất là tốt đẹp. Từ khi mà con đường được xây dựng xong thì đã tạo nên một cái cảnh quan của nông thôn mới rất là đẹp.
Trong 6 năm, Quỳnh Lưu đã huy động tổng nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đạt hơn 7.100 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hiến tặng trên 447 tỷ đồng, gồm hiến đất 341 ha, gần 70.000 m2 tường bao, công trình kiến trúc, cây cối hoa màu và hơn 452 ngày công để làm giao thông thủy lợi, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Qua đó, huyện đã làm mới, nâng cấp trên 397 km đường giao thông với tổng kinh phí trên 1.700 tỷ đồng, đã và đang nâng cấp 22 hồ đập, kiên cố hóa được trên 115 km kênh tưới tiêu, tu sửa hệ thống kênh cấp 3, xây dựng các công trình trên kênh, đồng thời nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông và nhiều công trình khác. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện xây mới được 276 phòng học, có 67 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 18 trường so với năm 2011. Xây mới và nâng cấp được 25 nhà văn hóa đa chức năng, 27 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang sửa chữa trên 115 nhà văn hóa thôn. Hệ thống chợ xã cũng được đầu tư nâng cấp, xây dựng với số vốn hơn 86 tỷ đồng. Riêng trong năm 2016, toàn huyện đã có thêm 3 xã cán đích nông thôn mới là Quỳnh Ngọc, Quỳnh Bá và Quỳnh Yên, nâng tổng số lên 15 xã hoàn thành bộ 19 tiêu chí, đồng thời trở thành huyện đứng vào top đầu của toàn tỉnh về xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 6 tháng phấn đấu, xã Quỳnh Ngọc thì đến tháng 11 năm 2016 thì được đoàn thẩm định của huyện thẩm định là xã Quỳnh Ngọc về đích nông thôn mới là 19 trên 19 tiêu chí. Để thực hiện được kết quả này, sự cố gắng của đảng viên và nhân dân trong xã. Trong nghị quyết chung, chúng tôi cho đảng ủy giao trách nhiệm cho từng đồng chí đảng ủy viên cắm điểm các cơ sở là dành 1/4 thời gian ở tại công sở, ngoài ra là đi xuống cơ sở xóm để chỉ đạo. Đó là chỉ đạo là bám địa bàn và bám các cái công việc khi nào xong mới được mới thôi. Bên cạnh những kết quả về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, thì các tiêu chí về phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, khơi thông dòng vốn đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, tạo chuyển biến toàn diện trong phát triển nông nghiệp. Tiêu biểu như đối với vùng chuyên canh rau màu bãi ngang, thời gian qua, cùng với các cơ chế hỗ trợ của cấp trên, huyện đã triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích bà con sản xuất rau sạch, rau an toàn theo hướng Việt ghép. Các xã vùng bãi ngang đã xây dựng được nhiều mô hình cánh đồng cho thu nhập cao từ 270 đến 300 triệu đồng trên một hecta. Chăn nuôi phát triển mạnh với quy mô lớn theo hướng trang trại, gia trại. Đặc biệt trong đó, huyện đang tập trung xây dựng thương hiệu hươu Nai Quỳnh Lưu. Hiện nay, tổng đàn hươu Nai trên địa bàn toàn huyện đạt 14.000 con. Sản lượng nhung, lộc thu về khoảng 4 tấn, tương đương 32 tỷ đồng một năm. Hàng năm, toàn huyện sản xuất được gần 1.300 triệu con giống thủy sản các loại. Ngoài ra, trong khai thác hải sản, ngư dân Quỳnh Lưu đã tích cực đóng tàu to, máy lớn vươn khơi. Toàn huyện có hơn 1.200 phương tiện tàu thuyền, sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 40 đến 50 ngàn tấn. Đặc biệt, tàu vỏ sắt cũng đã được ngư dân mạnh dạn đưa vào khai thác, với giá trị mỗi chiếc lên tới 15 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh tế phát triển đồng đều đã tạo điều kiện giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt hơn cái chương trình xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn tiếp theo, thì cần tập trung thực hiện đồng bộ các cái vấn đề. Trước hết đó là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nâng cao cái nhận thức của người dân cũng như là cái hành động thiết thực của cán bộ nhân dân, đặc biệt là cái vai trò chủ thể của nhân dân trong cái chương trình. Các xã thì cũng cần phải lựa chọn các cái nội dung thiết thực về đời sống nhân dân và những cái nội dung cần ít vốn dễ làm để thực hiện trước, và trong quá trình thực hiện thì phải thực hiện tốt cái dân chủ cơ sở để tạo cái niềm tin và cái khí thế của nhân dân. Chung tay xây dựng nông thôn mới, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đã thực sự đem lại cho Quỳnh Lưu một diện mạo mới, đổi thay và phát triển. Tuy nhiên, để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân các địa phương, khắc phục những tồn tại, hạn chế,
đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình đề ra trong xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo. Thực tế, trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Quỳnh Lưu đã cho thấy cùng với nhiều yếu tố khác thì công tác dân vận đóng một vai trò quan trọng. Làm tốt công tác dân vận sẽ tạo được sự chung sức, đồng lòng trong toàn thể nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 năm liền, Liên đội trường tiểu học Kim Sơn, huyện miền núi Quế Phong vinh dự được Hội đồng đội các cấp, Trung ương đoàn, huyện đoàn tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Và quả là một thành tích đáng tự hào đối với một trường ở khu vực miền núi vùng cao, phải không quý vị và các bạn? Và để có được thành tích đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của cô giáo Lê Thị Bích Hồng, tổng phụ trách đội nhà trường. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật năm 2000, cô giáo Lê Thị Bích Hồng được giao nhiệm vụ giảng dạy môn âm nhạc tại trường tiểu học thị trấn Kim Sơn. Đến năm 2010, cô được ban giám hiệu nhà trường giao làm tổng phụ trách đội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, cô Hồng đã học hỏi những đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong công tác đội, tham khảo tài liệu về điều lệ đội, phương pháp tổ chức công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Cùng với sự năng nổ, nhiệt tình của mình, cô đã dần làm quen và bắt nhịp với công việc mới. Trước tiên thì mình phải lập một kế hoạch cụ thể, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, sau đó trình lên ban giám hiệu nhà trường và làm tốt cái công tác tham mưu, rồi làm tốt cái công tác phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là ban chỉ huy liên đội, và luôn luôn bồi dưỡng những kỹ năng hoạt động cho cái cán bộ đội, để đó là giúp mình để hoàn thành tốt công việc hoạt động đội nhà trường. Và bên cạnh đó là được sự quan tâm của ban hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh, rồi sự chia sẻ của các đồng nghiệp, đó là một cái động lực để tôi hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Với vai trò là tổng phụ trách đội, vào mỗi năm học mới, cô giáo Lê Thị Bích Hồng đều xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm học. Hàng tuần đều có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với kế hoạch của hội đồng đội huyện và nhiệm vụ của thi đua nhà trường. Đặc biệt là một tổng phụ trách đội, cô Hồng thường xuyên rèn luyện ý thức tác phong cho thiếu niên nhi đồng bằng việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường, đề cao vai trò từ học tập, từ rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên. Cùng với đó, tổ chức các buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ phù hợp, phong phú, đúng chủ đề, góp phần rèn luyện kỹ năng sống, hình thành thói quen có ích, tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh theo tinh thần học mà chơi, chơi mà học. Được sự động viên khích lệ của ban giám hiệu và các đồng nghiệp, cô Hồng mạnh dạn tham mưu và tổ chức nhiều chương trình, hội thi như thực hiện sôi nổi cuộc vận động thiếu nhi Nghệ An thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chúng em kể chuyện Bác Hồ, nói lời hay, làm việc tốt. Cùng với nhiều phong trào hoạt động khác, từ đó đã tạo nên sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh, giúp em có những giây phút thư giãn sau giờ học và rèn luyện tích cực, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể. Cháu vẫn sắp xếp được thời gian hợp lý để học thật tốt và tham gia hoạt động đội tốt. Dù sao cháu vẫn đặt nhiệm vụ học tập của mình lên hàng đầu và cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt và không quên mình là liên đội phó. Với sự tâm huyết, nhiệt tình, các hoạt động phong trào do cô tổng phụ trách đội tổ chức đều thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia. Các phong trào này đã được duy trì và phát huy hiệu quả từ nhiều năm nay. Tiêu biểu như tổ chức cho liên đội tuyên truyền, giáo dục trong toàn liên đội hiểu biết về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh, triển khai rộng khắp trong toàn liên đội các phong trào, nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, đền ơn đáp nghĩa. Về giáo dục kỹ năng sống thì hàng tuần thì liên đội, đặc biệt là có tổng phụ trách là đều có những cái chương trình cụ thể vào thứ hai đầu tuần, như là tuần này á, ví dụ như là tuần này thì giáo dục về kỹ năng an toàn giao thông, tuần sau thì giáo dục kỹ năng đuối nước, rồi phòng chống cháy nổ, rồi tai nạn thương tích, cũng như là về giáo dục giới tính. Nên cô Hồng đã thực hiện rất là tốt về vấn đề này, cho nên cái công tác giáo dục kỹ năng sống và đặc biệt là cái kỹ năng sống của các em trong nhà trường thì có thể nói là có rất là nhiều cái tiến triển và tiến bộ rõ nét. Năng động và trách nhiệm với công việc, cô giáo Lê Thị Bích Hồng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nhà trường. Đến nay, 100% các em học sinh nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Các chi đội tổ chức sinh hoạt đội định kỳ và thường xuyên. Số lượng học sinh khá và giỏi năm sau cao hơn năm trước. Nhờ đó nhiều năm liền, liên đội trường đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào. Bản thân cô Lê Thị Bích Hồng cũng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Và từ năm 2013 đến nay, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đó chính là động lực để cô giáo Lê Thị Bích Hồng
phấn đấu hơn nữa trong công tác giảng dạy cũng như vai trò tổng phụ trách đội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.